Sữa bột là một sản phẩm sản xuất từ sữa ở dạng bột khô, được thực hiện bằng cách làm bốc hơi sữa để khô, sau đó nghiền, tán nhỏ thành bột. Sữa bột có thời hạn sử dụng lâu hơn so với sữa nước và không cần phải được làm lạnh, do bản thân nó đã có độ ẩm thấp. Sữa bột được sử dụng thông dụng như một loại thực phẩm và đem lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Không chỉ giàu protein mà sữa bột còn có nhiều vitamin và khoáng chất khác nhau rất tốt cho sức khỏe. Ngọc Ánh kính chào quý vị và các bạn đang đến với chương trình An toàn sống. Quý vị thân mến, sữa là một trong những thực phẩm rất tốt cho sức khỏe và hầu như ai chúng ta cũng cần sử dụng sữa, từ người lớn tuổi, người trung niên, những bà nội trợ, phụ nữ mang thai cho đến trẻ nhỏ. Vậy có khi nào chúng ta sử dụng sữa mà hoang mang rằng chúng ta không biết rằng mình đang có sử dụng một loại sữa chất lượng và đảm bảo an toàn cho sức khỏe hay không? Thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng tìm hiểu chi tiết về vấn đề này với chuyên gia của chúng tôi. Xin giới thiệu đến quý vị, chuyên gia của chúng ta ngày hôm nay đó chính là chuyên gia dinh dưỡng Mai Hằng. Dạ, xin chào chị. Chào Ngọc Ánh, chào quý vị khán giả. Có thể nói rằng là sữa thì bất cứ ai trong chúng ta cũng đã từng uống sữa. Vậy thì trong sữa có những thành phần như thế nào tốt cho sức khỏe ạ? Trong sữa ngày hôm nay thì Ngọc Ánh cũng biết rồi, có nghĩa đầu tiên là DHA, rồi chẳng hạn vitamin, rồi canxi, rồi B1, B6 rất là tốt, rất là nhiều dinh dưỡng, giàu dinh dưỡng cho sức khỏe của con người, đặc biệt là trẻ em và những người phụ nữ đang mang thai. Thì những cái canxi đó sẽ bổ sung cho những người mẹ của chúng ta. Nói về sữa thì rất cần cho cơ thể. Vì vậy để uống sữa thì chúng ta cũng phải cân nhắc uống như thế nào và chọn lựa cái sản phẩm sữa như thế nào nó phù hợp với cơ thể chúng ta. Bởi vì là sữa có giá trị dinh dưỡng rất là cao. Thêm một điều nữa là người tiêu dùng rất là ưa chuộng cái sản phẩm này, cho nên một số nơi đã làm giả sữa để bán ra thị trường. Vậy thì những cái sữa mà làm giả đó có những thành phần khác biệt như thế nào so với sữa thật? Trong cái sữa mà sữa thật và sữa giả thì ngày hôm nay cái người tiêu dùng cũng như bản thân Mai Hằng hay là một số cơ quan chức năng họ cũng đang tìm hiểu và nghiên cứu cái việc này, rất là khó phân biệt. Tại vì nó giống như nhau, chỉ có mình đem mình xét nghiệm thôi, thì mình thí nghiệm thì mình mới biết được nó khác nhau như thế nào về cái hàm lượng, cái vitamin ở trong đó. Chứ còn mắt thường thì người tiêu dùng thì không thể phân biệt được. Vậy bây giờ để chúng ta có thể hiểu thêm sữa giả là như thế nào thì Ngọc Ánh kính mời chuyên gia cùng quý vị chúng ta sẽ xem đoạn clip ngay sau đây. Thời gian vừa qua, rất nhiều vụ phát hiện sữa giả, sữa nhái khiến cơ quan quản lý đau đầu, còn người tiêu thụ thì hết sức lo lắng. Qua kiểm tra thực tế, chúng tôi đã ghi nhận được lực lượng chức năng Hà Nội đã bắt quả tang rất nhiều lô hàng sữa bột giả. Cụ thể, tại một xưởng cơ khí nhỏ, ẩm thấp, bụi bẩn, nhiều gạt tông chứa hơn 600 lon sữa bột. Chuẩn bị chuyển ra ngoài thì bất ngờ bị công an thành phố Hà Nội phối hợp cùng với thanh tra Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất. Qua kiểm tra, lô hàng này được vận chuyển theo đường hàng không từ Hàn Quốc về Việt Nam. Tuy nhiên, chủ hàng lại không thể xuất trình được các giấy tờ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hoặc chất lượng sản phẩm. Những hộp sữa lại bảo quản trong điều kiện ẩm mốc, bụi bặm, nhiều hộp còn bị mớp méo. Tại thành phố Hồ Chí Minh, cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá được nhiều cơ sở sản xuất sữa giả, sữa nhái với các nhãn hiệu nổi tiếng. Tại cơ quan công an, theo phát hiện về vụ việc điều tra sữa giả, người bán khai nhận mua sữa rẻ tiền trôi nổi trên thị trường và thu gom lon sữa cũ ở các vựa ve chai, mang về pha chế, rồi đóng gói, sau đó mang ra bán cho các đại lý sữa để kiếm lời. Ngày ngày chúng ta uống sữa nhưng mà chúng ta không biết được rằng là cái quy trình sản xuất sữa lại có thể được làm giả như thế. Và khi mà mình sử dụng sữa giả ở cái mức độ nhiều và trong một cái thời gian như vậy thì ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe? Chắc chắn là có tác hại rồi. Vì đặc biệt mà trẻ con mà khi mà sử dụng một cái lượng quá chất nhiều như vậy thì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của bé rất là nhiều. Đặc biệt là tổn thương những cái đường ruột, bao tử và sẽ dẫn đến cho các bé giống như là sẽ chậm phát triển, nó hạn chế cái phát triển về bộ não của trẻ con và xương của các trẻ như vậy nữa. Và cái cơ thể của trẻ là ngày hôm nay cái gan và cái thận rất là yếu, mà khi mà gan làm việc quá tải thì ảnh hưởng đến thận của các trẻ. Và cái thứ hai nữa, khi mà chúng ta đưa những cái dinh dưỡng vô thì không có dinh dưỡng mà toàn là hóa chất. Đầu tiên ảnh hưởng là ngộ độc, rồi cái hạn như là ảnh hưởng đến tim, rồi ảnh hưởng đến những vấn đề giấc ngủ hay là đường hô hấp của những cái người thân của chúng ta. Có những cái cách như thế nào để chúng ta có thể lựa chọn một loại sữa chất lượng? Đây cũng là một cái bài toán mà cách đây khoảng chắc là 5-7 năm về trước, rất là nhiều phụ huynh, rất là nhiều người mẹ rất là đau đầu về việc này. Chúng ta bỏ tiền ra nhưng mà không biết có đem lại đúng cái giá trị thực cho con mình hay không, cho gia đình mình hay không. Mai Hằng khuyên là chúng ta nên chọn những cái nơi mà có uy tín thì nó sẽ đảm bảo được hơn cái vấn đề an toàn thực phẩm về sữa. Và Mai Hằng cũng có thêm những cái nhỏ như thế này. Phụ huynh muốn cho con em chúng ta bổ sung thêm những cái dưỡng chất, những cái vitamin đó thì có thể là nên cho các con uống thêm những cái sữa hạt, trong đó hạnh nhân là một cái loại mà giàu dinh dưỡng và rất là nhiều canxi và đạm, protein, rồi vitamin B1, B6, B12 rất là nhiều. Vì vậy có thể là các chị, các mẹ có thể là mua hạt hạnh nhân khô về, chúng ta ngâm 12 tiếng, sau đó chúng ta bỏ trong máy sinh tố chúng ta xay. Thì chẳng hạn như những người cha, người mẹ của chúng ta mỗi một ngày mà 2 ly như vậy chắc chắn là sẽ đảm bảo vấn đề về sức khỏe, về thiếu canxi, ngăn ngừa loãng xương. Còn các trẻ thì chúng ta có thể bổ sung thêm, có nghĩa là uống sữa công thức, của bên cạnh nó uống thêm 1 ly sữa hạnh nhân mỗi ngày nữa. Chúng ta có rất nhiều những loại sữa khác nhau cho người lớn tuổi, cho phụ nữ mang thai, hoặc có thể là những người muốn tăng cân, giảm cân đều có những loại sữa riêng biệt. Vậy thì các cách thức sử dụng như thế nào là hợp lý ạ? Thì chúng ta khi chúng ta biết là sữa là một cái loại giàu vitamin, dưỡng chất, vitamin, chất khoáng, canxi, thì khi chúng ta uống sữa thì chúng ta thường nên là uống những lúc bụng đói thì nó sẽ tốt hơn cho cơ thể chúng ta. Chứ chúng ta ăn no rồi chúng ta uống thì có nghĩa nó thấm vào cơm thì nó không có cái giá trị dinh dưỡng gì nhiều cả, mà nó sẽ gây chúng ta giống như là người ốm thì nó sẽ béo, có người ốm thì nó sẽ là giống như là mập hơn mà mập hơn một cách đột biến, còn người chẳng hạn người mập thì nó mập hơn nữa, ví dụ như vậy. Nếu mà để chúng ta, cơ thể chúng ta hấp thụ một cách trọn vẹn những cái vitamin mà những cái dinh dưỡng mà chúng ta đưa vào thì chúng ta nên ăn và uống khi mà chúng ta bụng đói thì nó sẽ hiệu quả hơn rất là nhiều. Hoặc là chúng ta uống sữa thì sau khi ăn khoảng 45 phút thì cái giá trị dinh dưỡng nó sẽ ngoài cái sự mong đợi. Mà còn ngày hôm nay chúng ta làm ngược lại thì chắc chắn nó sẽ ảnh hưởng đến cơ thể chúng ta rất là nhiều. Để có thể có một cái sức khỏe tốt thì ngoài việc uống sữa chúng ta phải kết hợp với chế độ ăn uống như thế nào? Hằng hồi trước học ở Nhật thì có nghĩa là để có một cái cơ thể khỏe mạnh thì người ta thường ở Nhật là người ta cho trẻ em thường là những cái dinh dưỡng của người ta thì thường là sữa, là sữa hạt rất là nhiều, sữa hạt, hạnh nhân, ốc chó, rồi cho hạt đậu nành, đậu xanh. Đó là những cái hạt rất là giàu vitamin, khoáng chất mà tự nhiên. Rồi bên cạnh đó thì sẽ cho các bé ăn rất là nhiều trái cây và rau củ quả. Thì nếu như những cái bé nhỏ như vậy thì người ta hỏi là làm sao, các mẹ sẽ hỏi làm sao các bé được ăn được nhiều trái cây và nhiều rau như vậy. Thì ở Nhật thì người ta sẽ có nghĩa là xay lên thành sinh tố, ta cho các bé ăn, ta tập các bé ăn từ nhỏ, tầm khoảng 6 tháng là đã tập ăn rồi. Vì vậy các bé khi mà lớn lên các bé ăn uống rất là dễ dàng và cơ thể các bé đầy đủ những cái vitamin, khoáng chất như vậy thì các bé sẽ phát triển một cách toàn diện. Những lưu ý khi sử dụng sữa bột. Mua sữa bột có thương hiệu, nguồn gốc rõ ràng, có kiểm duyệt của cơ quan chức năng. Nên chú ý về thành phần và hạn sử dụng của sữa. Lượng sữa uống trong ngày cũng phải vừa phải, không nên uống sữa thay nước. Khi pha sữa nên dùng nước ấm ở nhiệt độ vừa phải. Sữa đã pha rồi nên uống trong vòng 1 giờ, rửa để lâu hơn, dễ bị vi khuẩn xâm nhập, rất có hại cho sức khỏe. Thưa quý vị, cùng với An Toàn Sống, chúng ta đã có những cách khác nhau để có thể lựa chọn thực phẩm phù hợp với sức khỏe của chính mình. Bên cạnh đó, cũng có thể lựa chọn những thực phẩm mà bổ sung thêm dinh dưỡng cho cả gia đình thân yêu. Và rất là cảm ơn chuyên gia dinh dưỡng Mai Hằng đã đến với chúng tôi và chia sẻ những vốn kiến thức, kinh nghiệm để chúng ta chọn thực phẩm phù hợp với sức khỏe của chính mình. Cảm ơn Ngọc Ánh, cảm ơn quý vị khán giả. Kính thưa quý vị, thời lượng dành cho chương trình ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Ngọc Ánh xin được trân trọng kính chào và hẹn gặp lại.